Em xin kính chào các bác yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay thì em lại chia sẻ các bác những cái siêu phẩm đơn thân, đó là hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai, rồi là kiếm phan trí đậu khủng, rồi là cuối tháng 8. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhé. Trước màn hình thì em mời các bác ngắm một cây hoàng nhạn Gia Lai nguyên bản này. Thì em này hôm nay gọi là bắt đầu nhé, bắt đầu mới hé lưỡi bệt các bác ạ. Nó lóa màn hình các bác, hoa của nó xanh cốm cơ, xanh cốm đấy. Hôm nay gọi là bắt đầu hé đấy. Và em chia sẻ các bác một chậu nhạn Gia Lai tháng 8 của cây nguyên bản mã số 1 ạ. Thì em mời các bác ngắm, không mất một cái lá gốc nào luôn. Đời chất này phải nói là bao mê các bác ạ. Siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai nhá, mã số 1. Em chia sẻ đến các bác mình bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho một cây nhạn Gia Lai tháng 8 mã số 1 nhé. Một cây nguyên bản rất là đẹp. Đó, các bác ngắm cho em cây nguyên bản siêu chất này, 1.500.000. Và mã số 2 là một cây hoàng nhạn rừng Gia Lai nguyên bản, bản lá to, xếp cổ rụt. Các bác ngắm cái cổ lá xếp rụt, bản lá rất là to. Đó, chuẩn hàng rừng nguyên bản nhé. Cây mã số 2 thì em cũng chia sẻ các bác bằng 1.550.000, chuẩn hàng Gia Lai nguyên bản nhé, bản lá rất là to. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một rề cuối tháng 8. Và nó là siêu vòi hoa các bác ạ. Đấy, 5 vòi hoa các bác này, bồng 3 con, 1, 2, 3 con. Đó, 3 mẹ bồng 3 con các bác ạ. Một giò cuối tháng 8 của Hòa Bình nhá, 6 vòi các bác. Vòi này hôm qua em chuyển trong vườn vì nó bị gãy này. 6 vòi hoa thì gãy 1 còn 5. Và em chia sẻ các bác mã số A1. Một giò nhạn rừng tháng, một giò quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Và chia sẻ các bác siêu phẩm này bằng 860.000. 860.000 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò siêu phẩm, đó là một chậu kiếm phan trí. Hôm qua chuyển trong vườn về gãy mất một cái ngồng hoa, tiếc ơi tiếc các bác ạ. Siêu phẩm kiếm phan trí khủng này. Nói chung là không đếm xuể là hàng bao nhiêu thân các bác nhé. Cho em cái chậu kiếm phan trí rất là đẹp. Hoa của nó thì còn sót lại được các bác. Hoa còn sót lại rồi. Đấy, tàn rồi vẫn còn rất là đẹp. Một chậu phan trí nhá, siêu to khổng lồ. Đấy, và em chia sẻ các bác mình cái mã này vừa giá là bằng 2.860.000. Nói chung là thân thủ củ to. Các bác nhìn cái thân thủ của chậu kiếm là đủ biết chất rồi. Một giò tứ đại danh kiếm, đó là một chậu phan trí 2.860.000 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác lại chiêm ngưỡng một cái giò kiếm xanh Huế khủng đây ạ. Trước màn hình thì em mời các bác ngắm nhé. Đấy, còn nhiều nụ lắm các bác ạ, siêu là nhiều nụ. Đây là một cái chậu xanh Huế, xanh Huế các bác ạ, siêu to khổng lồ các bác ạ. Mã này thì chắc chắn là nó tầm nhiều thân lắm các bác, không đến tuổi nguyên bản lá to nhé. Đó, toàn bộ là bản lá to khủng, một chậu xanh Huế tác phẩm. Chia sẻ các bác cũng bằng 2.860.000 các bác ạ. Đấy, các bác nhìn nó chất rồi, 2.860.000. Đây là top tứ đại danh kiếm, top lan ba mà ngày xưa các bác đã từng phải bỏ ra tiền tỷ. Và cứ một măng nó dao động từ 80 triệu một măng. Em xin mời các bác ngắm một trong những cây cù lao Minh Thuận, hàng rừng Minh Thuận nhé. Đây là những cây mà dân đi sưu tầm nó cũng được có ít thôi các bác ạ. Đây là mã số 1 ạ, một cây cù lao Minh hàng rừng. Nói chung là cây từ rừng về là nó hơi thiếu nước các bác ạ. Nên các bác sưu tầm thì về mọi người ngâm cái B1 đấy, cho cây nó tươi trở lại, rồi các bác treo ngược rễ rồi đưa qua ghép nha. Mã số 1 em chia sẻ các bác bằng 230.000 ạ. Mã số 2 các bác nhé, đây toàn bộ là cây rừng già các bác nhìn này. Nó già, nó tố chất nên là nó đã ra hoa rồi. Cây số 2 em chia sẻ các bác bằng 250.000 ạ. Dạ, cây số 3 chia sẻ các bác bằng 200.000 các bác nhé, 200.000 cho cây số 3. Cây số 4 ạ, theo các bác cây này cũng bằng 200.000 cây số 4 các bác nhé. Là cây số 5 cũng bằng 200.000 ạ. Cù lao Minh chuẩn hàng rừng Ninh Thuận các bác nhé. Ở đây em còn mấy cái giò da da. Đây là mã số 2. Đó, một siêu phẩm da da các bác ạ. Nó có nhiều màu hoa lắm, chứ không phải một nhé. Đấy, một búi rất là to và đang đi nhiều mầm gốc các bác ạ. Đấy, đang bắt đầu phun nụ này. 268.000 cho mã số 2 ạ. Dạ, mã số 1 ạ, chia sẻ các bác bằng 230.000 ạ. Các bác nhìn này, nó đang nảy lộc rất là nhiều mầm tơ nha. 230.000 cho mã số 1 ạ.
Và tiếp theo là mã số 3 bằng 268.000 các bác nhé. Rất là nhiều màu hoa đẹp các bác ơi. Nhiều màu lắm các bác chứ không phải là một màu đâu nha. Một giò thường thường là có 3 màu hoa. 268.000 cho các bác là mã số 3. Đây là những cái mã lan rừng em chia sẻ các bác mình trên live ngày hôm nay. Và các bác anh chị mua hàng thì kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0977 842981 các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.